Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong buổi họp báo tại Tel Aviv chiều ngày 8 tháng 11, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari khẳng định, sau nhiều ngày hứng chịu các đợt tấn công thọc sâu liên tiếp của bộ binh Israel, lực lượng Hamas đã mất hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực phía bắc dải Gaza. Trước đó, IDF cũng ra thông báo khẳng định các cuộc tấn công bộ binh vào Gaza đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng, nhất là tại khu vực phía bắc. Theo đó, IDF đã phá hủy tổng cộng 130 hầm ngầm của Hamas, loại khỏi vùng chiến đấu hàng trăm tay súng chống đối. Về phần mình, Lữ đoàn Cảm tử Al-Qassam, cánh vũ trang chủ lực của Hamas, tuyên bố đã phá hủy tổng cộng 136 thiết bị quân sự hạng nặng, trong đó có nhiều xe tăng, xe thiết giáp, xe chở quân và máy ủi của quân đội Israel kể từ đầu chiến dịch tấn công bộ binh của IDF vào Gaza. Trong thông báo trên mạng xã hội, người phát ngôn Lữ đoàn Al-Qassam, ông Abu Abeda, đồng thời khẳng định, lực lượng này có đủ nguồn lực con người, vũ khí và chiến thuật phù hợp để tiếp tục gây thêm nhiều tổn thất nặng nề cho lực lượng xâm lược. Cùng với sự gia tăng xung đột tại Gaza, các cuộc giao tranh qua biên giới giữa Israel và Liban cũng tiếp tục gia tăng một cách đáng lo ngại. Theo truyền thông khu vực, lực lượng Hezbollah ở miền nam Liban đã tiến hành 3 đợt bắn phá qua biên giới bằng máy bay không người lái, đạn cối và tên lửa chống tăng vào một số vị trí của IDF, khiến ít nhất 4 binh sĩ bị thương. Cuộc tấn công mới nhất diễn ra tối ngày 8 tháng 11, khi Hezbollah huy động nhiều lượt máy bay không người lái xâm nhập qua biên giới và tấn công vào một số vị trí của quân đội Israel ở khu vực Upper Jalin. IDF đã đáp trả bằng các cuộc pháo kích dữ dội vào hàng loạt mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Liban. Theo nhiều nhà phân tích khu vực, giao tranh gia tăng giữa IDF và Hezbollah đang tiến gần hơn tới giới hạn của một cuộc xung đột vũ trang quy mô lớn. Nếu kịch bản này xảy ra, hệ lụy đối với an ninh toàn khu vực Trung Đông sẽ là cực kỳ tồi tệ và khó lường. Trước đó, quân đội Israel tuyên bố họ đang bao vây và thắt thòng lọng xung quanh lực lượng Hamas ở dải Gaza, trong khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết không có thỏa thuận ngừng bắn trước khi con tin được giải thoát. Ông Netanyahu nói, ở miền Nam, xung đột đang diễn ra với sức mạnh mà Hamas chưa từng thấy. Thành phố Gaza bị bao vây, chúng tôi đang hoạt động trong đó, chúng tôi đang tăng thêm áp lực lên Hamas mỗi giờ, mỗi ngày. Thủ tướng Netanyahu cũng cho biết hoạt động trên bộ của IDF đã phá hủy vô số trung tâm chỉ huy, cứ điểm và đường hầm của Hamas dài hàng trăm km dưới Gaza và được Hamas sử dụng để cơ động lực lượng, cất giữ vũ khí và tiến hành các cuộc tấn công vào quân đội Israel. Ở phía Bắc, Thủ tướng Netanyahu thông báo IDF vừa phòng thủ vừa tấn công. Ông nói rằng Israel sẽ không chấp nhận Hezbollah hoặc Hamas làm tổn hại đến người dân và Israel sẽ đáp trả bằng hỏa lực mạnh trước bất kỳ cuộc tấn công nào. Liên quan đến các con tin bị bắt giữ ở Gaza, Thủ tướng Netanyahu cho biết ông đã nói chuyện với Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quốc tế và đề nghị tổ chức này nỗ lực đảm bảo việc thả con tin ngay lập tức theo luật pháp quốc tế. Được biết, hoạt động quân sự của Israel hiện chủ yếu tập trung vào phía bắc dải Gaza, nơi đồn trú chính của Hamas. Israel đang kêu gọi người dân Gaza di tản về phía nam Gaza. Ông Netanyahu cũng cam kết chính phủ Israel sẵn sàng chi tiền để tái thiết các cộng đồng bị tàn phá ở miền nam, bất kể chi phí phải trả là bao nhiêu. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, quân đội Mỹ đã không kích một cơ sở ở phía đông Syria được sử dụng bởi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và các nhóm liên quan. Ông thông tin thêm rằng, cuộc không kích được tiến hành bởi hai máy bay tiêm kích F-15 nhắm tới một kho vũ khí ở phía đông Syria. Động thái này nhằm đáp trả một loạt các vụ tấn công trong thời gian qua nhắm tới các lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria bởi các nhánh của lực lượng Quds, một đơn vị tinh nhuệ của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Bộ trưởng Lloyd Austin nhấn mạnh, ưu tiên cao nhất của Tổng thống Joe Biden là sự an toàn của người dân và binh sĩ Mỹ. Ông Lloyd Austin cũng khẳng định Mỹ sẵn sàng thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ người dân và các cơ sở của nước này, đồng thời kêu gọi ngừng các hành động gia tăng xung đột. Theo Bộ trưởng Lloyd Austin, binh sĩ Mỹ sẽ tiếp tục nhiệm vụ chống IS ở Iraq và Syria. Quân đội Mỹ ở Trung Đông đã bị tấn công ít nhất 42 lần kể từ giữa tháng 10, với hai cuộc tấn công diễn ra trong vòng 24 giờ. Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh hỗn loạn ở Trung Đông do cuộc xung đột giữa Israel và Hamas gây ra. Trước đó, căn cứ không quân Ain al-Assad của Mỹ đã bị tấn công bằng máy bay không người lái UAV và rocket. Theo tuyên bố của quân đội Iraq sau vụ tấn công,
lực lượng an ninh đã cho phong tỏa khu vực xoay quanh Ain al-Assad và tiến hành điều tra. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết, một nhân viên dân sự tại Ain al-Assad đã thiệt mạng do lên cơn đau tim khi cảnh báo không kích vang lên. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc không xác nhận căn cứ bị tấn công UAV. Vụ tấn công này là cuộc tập kích thứ ba vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq. Hãng tin AP dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết thêm rằng căn cứ quân sự Antan của Mỹ ở miền nam Syria đã bị hai UAV tấn công và có người bị thương. Mỹ đã điều lực lượng hải quân đáng kể tới Trung Đông kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra gần 2 tuần trước, trong đó có hai nhóm tàu sân bay. Bình luận về các vụ tấn công này, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder nói, mặc dù tôi không dự đoán bất kỳ phản ứng tiềm tàng nào đối với các cuộc tấn công này, nhưng chúng tôi sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết để bảo vệ lực lượng Mỹ và liên minh trước bất kỳ mối đe dọa nào. Mỹ hiện có 2.500 binh sĩ ở Iraq và 900 binh sĩ ở nước láng giềng Syria để thực hiện nhiệm vụ cố vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương chống lại phiến quân IS. Sau đó vài ngày, tiếp tục 3 căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông đã phải hứng chịu 7 cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Pat Ryder cho biết, Mỹ đã ghi nhận 6 cuộc tấn công, 3 trong số đó nhằm vào căn cứ không quân Al-Assad của Mỹ ở Iraq, số còn lại nhằm vào các cơ sở của Mỹ ở Syria. Các cuộc tấn công vừa qua không gây thương vong về người. Tuy nhiên, phía Mỹ cũng xác nhận 46 binh lính đã bị thương ở nhiều cấp độ sau hàng chục vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở Trung Đông kể từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra. Sự gia tăng các cuộc tấn công diễn ra trong thời gian Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có chuyến thăm đến Trung Đông để thảo luận về các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng ở dải Gaza. Phát biểu tại Iraq, Ngoại trưởng Mỹ cáo buộc Iran đứng sau các cuộc tấn công, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ binh sĩ và các căn cứ của mình ở khu vực. Các nhóm dân quân có liên hệ với Iran ở Iraq và Syria đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công trên, đồng thời cảnh báo sẽ tổ chức nhiều cuộc tấn công hơn nữa nếu Mỹ không chấm dứt các hỗ trợ đối với Israel. Mỹ đang triển khai khoảng 2.500 quân tại Iraq và 900 quân ở Syria. Giới chức Mỹ lo ngại xung đột ở dải Gaza có thể lan rộng khắp Trung Đông và biến các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực trở thành mục tiêu bị tấn công. Kể từ khi lực lượng Hamas bất ngờ tấn công Israel ngày 7 tháng 10, Israel đã thả hơn 6.000 quả bom xuống dải Gaza. Ở chiều ngược lại, phiến quân Hamas cũng đã bắn hơn 7.000 quả rocket từ dải Gaza vào lãnh thổ Israel. Trong số đó, nhiều quả đã bị tên lửa thuộc hệ thống phòng không Iron Dome vòm sắt của Israel đánh chặn. Với cường độ tấn công như vậy, kho dự trữ đạn dược và tên lửa cho hệ thống phòng không của Israel sẽ cần liên tục được bổ sung. Và điều này phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ lâu dài của Mỹ. Được biết, kể từ khi nhà nước Israel được thành lập vào năm 1948, Mỹ đã cung cấp cho Israel hơn 130 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ an ninh, nhiều hơn số tiền Mỹ cung cấp cho bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Mỹ hiện vẫn cung cấp cho Israel khoảng 3,8 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ an ninh mỗi năm. Mới đây, Washington đã cam kết tăng cường hỗ trợ quân sự cho Israel, bất chấp việc chính quyền Tổng thống Biden bị chỉ trích vì đã không thể ngăn chặn được Israel, quốc gia nhận viện trợ quân sự lớn nhất của Mỹ, gây thương vong lớn cho dân thường khi tấn công dải Gaza. Clark Cooper, cựu trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị quân sự, từng đảm nhiệm giám sát công tác chuyển giao vũ khí của Mỹ cho biết, các loại vật tư trang thiết bị quốc phòng của Israel sẽ được tiếp tế bổ sung dựa trên nhịp độ tiêu thụ sử dụng trong các hoạt động quân sự ở dải Gaza. Mỹ đã cam kết gửi cho Israel các tên lửa phòng không sử dụng cho hệ thống vòm sắt, bom đường kính nhỏ SDB và bộ kit JDAM biến bom không điều khiển thành loại dẫn đường chính xác bằng GPS. Tập đoàn Boeing của Mỹ được cho là đang đẩy nhanh việc bàn giao cho Israel số lượng lên tới 1.800 JDAM được sản xuất ở St. Charles, Missouri. Cũng theo ông Clark Cooper, hiện là thành viên cao cấp không thường trực tại Hội đồng Đại Tây Dương, những đợt bổ sung này sẽ được thực hiện cùng với các thỏa thuận đã ký trước đó với Israel liên quan việc bàn giao các loại vũ khí tiên tiến như máy bay chiến đấu F-35, máy bay trực thăng hạng nặng CH-53 và máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-46. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Biden cũng đã yêu cầu Quốc hội Mỹ cung cấp thêm viện trợ cho Israel và Hạ viện đã thông qua kế hoạch viện trợ 14,3 tỷ đô la Mỹ cho Israel. Khi nguồn viện trợ lớn từ Mỹ, các nhóm bảo vệ nhân quyền bày tỏ quan ngại về việc hoạt động quân sự của Israel ở dải Gaza gây thương vong lớn đối với dân thường.
vai trò của Mỹ trong việc duy trì sức mạnh của IDF bị đặt nghi vấn. Trên thực tế, trong quá khứ, các tổ chức nhân quyền cho biết vũ khí, thiết bị quân sự của Mỹ đã từng được sử dụng trong các hoạt động quân sự của Israel, khiến dân thường thiệt mạng ở những địa điểm mà xung quanh không có bất cứ mục tiêu quân sự nào rõ ràng. Năm 2021, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền HRVK từng khẳng định rằng vũ khí do Mỹ sản xuất đã được sử dụng trong ít nhất hai cuộc tấn công như vậy, và điều này có thể được xem là vi phạm luật chiến tranh. Trước đó, khi Mỹ liên tục gửi nguồn viện trợ khủng cho Israel, điều này đã dẫn tới các cuộc biểu tình. Mới đây, biểu tình ở Tacoma, bang Washington, Mỹ là cuộc biểu tình thứ hai nhằm phản đối tàu chở vũ khí tới Israel. Cụ thể, hàng trăm người biểu tình ủng hộ Palestine đã tập hợp tại cảng Tacoma để chặn một tàu tiếp tế quân sự mà họ cho rằng sẽ chở vũ khí từ Mỹ đến Israel. Người biểu tình lo ngại vũ khí trên tàu sẽ được Israel sử dụng trong chiến dịch chống Hamas ở dải Gaza. Ông Wasim Hay, một trong những người biểu tình ở Tacoma, cho biết: "Chúng tôi muốn ngừng bắn ngay bây giờ. Chúng tôi muốn mọi người ngừng bị sát hại ngay bây giờ. Chúng tôi muốn có một cuộc kiểm tra thực sự và muốn có một hành động về chính sách đối ngoại của Mỹ, cũng như nguồn tài trợ của Mỹ dành cho Israel." Ngoài ra, kênh Al Jazeera chưa xác định được liệu con tàu nói trên có chở vũ khí tới Israel hay không. Trong khi đó, ông Jeff Jensen, người phát ngôn của Lầu Năm Góc, nói rằng con tàu thực ra được sử dụng để hỗ trợ vận chuyển hàng hóa quân sự của Mỹ, nhưng ông từ chối cung cấp thêm thông tin. Ông viết trong một email gửi Al Jazeera: "Do lý do an ninh hoạt động, Bộ Quốc phòng Mỹ không cung cấp thêm thông tin chi tiết về việc vận chuyển, di chuyển hoặc thông tin liên lạc đến hàng hóa được chở trên các tàu này." Bên cạnh đó, người biểu tình xếp hàng ngang qua con đường dẫn đến bến cảng. Họ dương cao biểu ngữ phản đối chở vũ khí tới Israel.